Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập trang số 47 sách giáo khoa môn toán lớp 1 tập 2 quyển kết nối tri thức. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ làm bài 4 và bài 5. Các bạn cùng xem bài tập yêu cầu điều gì nhé. Bài số 4: lá sen chỉ chở được 17 chuỗi con, trên lá sen đang có 14 chuỗi con. Tìm đáp án cho hết x con lên lá sen. A là sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 chuỗi con. Đáp án B là có 3 chuỗi con. Đáp án C là có 4 chuỗi con. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này nhé. Rồi, lá sen sẽ chở được bao nhiêu nhỉ? Tất cả là bao nhiêu nhỉ? 17 đúng không nhỉ? Tất cả sẽ được 17 đúng không? Nhưng mà thực tế thì đang có bao nhiêu con nhỉ? Thực tế thì sẽ có 14 chú thôi, chú ếch thôi. Vậy cần thêm bao nhiêu chú ếch nữa nhảy lên lá này? Thì bài toán này chúng ta sẽ làm phép tính gì nhỉ? Phép tính trừ. Chúng mình sẽ lấy 17 trừ đi 14. Vậy kết quả sẽ bằng 3. Đáp án đúng là đáp án B các bạn nhé. Tiếp tục bài tập số 5: lấy mỗi số trên vỏ sò màu xanh cộng với mỗi số trên vỏ sò màu vàng để được một con số trên vỏ sò màu cam. Vậy là chúng ta sẽ có các phép tính gì nhỉ? 40 để 52, 3, 2, 5, 5, 4, 2. Các bạn ơi, chúng mình sẽ thành lập các phép tính nhé. 40 cộng 2 bằng 42. Đúng chưa nhỉ? Tiếp theo là số 52 đúng không nào? 52 cộng 3 bằng 55. Đó là hai phép tính mà chúng ta đã ghép được từ những vỏ sò màu xanh cộng với những vỏ sò màu vàng sẽ ra những vỏ sò màu cam đấy các bạn ạ. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết rồi. Chúng ta đã cùng nhau đi xong bài tập trang 47. Ngày mai thì các bạn sẽ cùng mình thực hiện bài tập trang số 48 nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Đừng quên là like và subscribe cho kênh để ủng hộ kênh, cũng như là không làm lỡ bất cứ một video nào nhé. Tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn có buổi tối thật là vui vẻ.